Hello, chào các bạn. Hello, hôm nay cây thanh long nhà mình nở bông rồi nè các bạn. Mới có đầu một một tay tháng 6 mà nó có bông sớm rồi nè, được 3 4 bốn. Nó nở rồi, bây giờ mình phải lấy phấn mình chấm nó, tại vì thanh long này là thanh long đỏ, phải chấm nó mới đậu trái các bạn ơi. Đó, đây đây có mấy mấy bông nữa nè. Wow, nó cũng được nhiều bông quá ha. Tốt ghê chưa, năm nay nó tốt ghê chưa. Năm ngoái mình được mười mấy 20 trái ăn á. Trái thanh long đỏ này ngon lắm á. Nào đây kia có một bông nữa cả các bạn. Thanh long đỏ cái bông á nó có cái khứa khứa đỏ đỏ vậy này các bạn. Năm ngoái mình không biết, mình không có chấm á. Nó đậu có con trái à. Tự đậu á, tự nó đậu đậu có con trái à. Bây giờ năm nay phải chấm ha, năm nay phải chấm bông, bây giờ nó ra một bông rồi. Mấy cái bông kia là ngày mai nó nở đó, mấy cái bông kia là ngày mai nó nở đó. Đó mình lấy được phấn của nó rồi nè các bạn. Giờ bây giờ mình chấm vô cái bông này nè, chấm vô cái giòi này nè các bạn. Đó, cái giòi của nó là mình thấm thấm vô là nó vô là để coi kết quả nó có đậu trái không ha. À, lấy được phấn cũng nhiều lắm á, nhiều phấn ghê. Cái bông của nó nè, phấn ở trong mấy cái này nè. Bây giờ mình làm bớt cái mình bấm vô. Mình quét quét cái mình bấm vô. Còn phấn còn dư á, mình cất vô trong tủ lạnh để 2 3 ngày sau mình xài. Nếu mình còn dư nhiều cái có cái cô á, ở tới sách của chị á, nếu mình còn dư nhiều á mình bỏ trong tủ đông đá để 1 năm 2 năm sau cũng xài được á các bạn ơi. Rồi cái khi nào mà cái bông mà nó nở mà không có phấn á, mình lấy ra mình chấm. Cô đó của chị con mới vừa chỉ mình á, mình để cho nó tan đá xong cho mình chấm vô cái nhị đực của nó nè đó. Bây giờ nhưng mà phấn này thì nó nhiều lắm á, phấn này nó nhiều lắm. Bây giờ mình lấy lại được một chút mình chấm nó vô. Đó là bí quyết của thanh long á, con người chỉ đó chứ mình cũng không biết nữa nè. Giờ bây giờ nói lại cho các bạn nghe ha, các bạn có thanh long đỏ phải chấm á, mà trồng chung với mấy cây trắng á thì nó thụ nhưng mà cũng không bảo đảm. À cô đó cô nói không bảo đảm mà mình phải chấm á chị à. Mình chấm trắng trắng mình chấm cũng được luôn á, mình chấm nó ngon á, mình chấm thì nó ngon, trái nó đẹp hơn đó. Một chút chia sẻ với các bạn ha, để chờ mấy cái thanh long kia nó nở nữa 2 3 ngày nữa nó nở nữa cái mình chấm cho các bạn coi nữa ha. Đó vàng thanh long của nhà mình nè, 3 cây. Ông xã mình ông trồng ba bụi mà ổng để gần với nhau á, và nó lên tốt lắm nè các bạn thấy chưa. Cái vàng thanh long của mình nè đẹp không, xanh tươi xanh mướt luôn á. Thấy nhà mình trồng đủ thứ cây không các bạn, có cây chuối nữa nha, có cây chuối nữa mà nó chưa ra quầy, sắp sửa ra quầy nha, mà chuối lùn quá nha các bạn. Để mai mốt nó ra quầy quay cho các bạn coi ha, đẹp đẹp mà ăn ngon ngon lắm. Chuối luồn của Việt Nam, người ta cho giống đó, mời các bạn thưởng thức mấy cây thanh long của nhà mình ha, tốt rồi chưa. Ui da, có bông ở đây, ở chỗ này cũng được 5 bông rồi đó. Cái em này mình chấm rồi đó các bạn, chấm phấn rồi ha. Rồi mời các bạn thưởng thức nha. Hello, chào các bạn, chào buổi sáng. Hôm nay cái cây thanh long đỏ của mình đó, nó nở thêm một cái bông nữa nè các bạn. Thanh long đỏ nó nở ra một cái bông nữa. Bây giờ mình phải chấm cái bông này nữa nè. Các bạn thấy không? Các bạn lấy cái cọ này nè. Lấy cái cọ này rồi lấy phấn ở trong cái đây. Ở trong phấn trong đây cái mình chấm vô cái giòi của nó nè. Cái giòi của nó, cái cây thanh long đỏ, trái thanh long đỏ này á, nó vươn cao quá, nó vươn ra xa quá cái nó không có gần gần cái phấn á, phấn nó không có bay vô mà nó không có đậu. Bây giờ mình phải thụ phấn thì nó mới đậu trái được các bạn ơi. Năm rồi mình không có thụ phấn á, rụng hết à, hư hết là không có trái, là chỉ có được con trái một à, bông mười mấy bông mà có con trái à. Bây giờ năm nay mình phải thụ phấn rồi các bạn, lấy phấn trong đây thụ vô đây.
thấy bắt đầu nó nở bông rồi đó các bạn. Sụ vô đây. Tại cái dồi của nó cao quá. Cái dồi đực của nó rương ra cao quá vậy nè. Xa quá, à, đúng là xa chứ không phải cao. Rồi cái anh phắn, anh không có bay ra được. Mà nhờ ông búm thì ông búm ở đây đâu có đâu. Nên bây giờ mình phải thụ. Đó, còn kia nó có một cái bông nữa nè. Đó, ngày mai nó nở nữa nè các bạn. Còn cái thanh long này, nó năm nay nó nở bông sớm á. Tháng 6 là đã có bông rồi. Nó bông lớn được thụ phắn là mười mấy bông luôn á. Với cái vàng thanh long của mình nè. Cũng tốt ghê các bạn ha, tốt quá năm nay. Năm nay mình đi cố gắng đi thủ phấn nó là chắc có thanh long ăn á. Thanh long đỏ ăn ngon á, ăn ngon hơn thanh long trắng nhiều. Nhưng mà thanh long trắng người ta nói mình thủ phấn á thì cái trái nó ngon hơn mình không thủ phấn. Mà thấy mới có mấy bông còn chưa thấy ra bông nữa ha. Đó. Cái vàng thanh long này á cũng dài lắm, nếu mà nó có trái cũng được mấy chục trái nhau, không phải ít đâu ha. Thì thanh long này nó cũng nhiều lắm á, các bạn thấy không, nó ra tốt cho năm quá, chặt bỏ không biết bao nhiêu rồi mà nó ra gì là sang năm mình, năm nay mình cũng có được vài chục trái ăn chứ không phải ít đâu ha. Đó, vậy thanh long cũng tốt lắm á. Mời các bạn thưởng thức nha, chấm thanh long nữa. Các bạn ơi, cây đu luồng này của mình, cây đu luồng da xanh này của mình hôm nay nó chín lại nè. Hôm rồi nó chín có mười mấy trái rồi nó bị hư á các bạn ơi. Nó bị cái luồng gió gì á mà nó bị háp, bị nám hết à. Bị háp hết nửa trái, bị nám hết, uổng quá trời luôn, mười mấy trái luôn á. Mười mấy trái nào, trái nó bự, nó không có chín đẹp giống gì. Bữa nay có trái này nó chín đẹp nè các bạn. Đó, hai ba trái chín đẹp nè. Mấy bữa nó chín không đẹp. Nó chín, nó bị háp lạnh hay là khí hậu sao á, nó bị hư hết. Mười mấy trái luôn á các bạn, uổng thì thôi á. Mà cái trái cây đu đủ này á, nó ngọt hơn cây đu đủ luồng kia nữa nghe. Mà cái ruột nó dày lắm mà, cái ruột nó dày hơn cây đu đủ luồng kia đó các bạn. Cây đu đủ luồng kia nó giống đu đủ Hawaii. Còn đu đủ luồng này nó giống, không biết giống nào nhưng mà nó ngon á. Cái ruột của nó ngon mà nó ngọt, mà nó dày á, nó nhiều cơm lắm á. Mình có nhiều đu đủ ăn á, không có mỏng cơm mà nó dày cơm lắm. Mà nó hư hết mười mấy trái rồi, uổng ghê các bạn ơi. Hôm nay mình mời các bạn thưởng thức em nha. Em chín lại rồi đó. Mấy trái đu đủ hư mình hái bỏ trơn rồi. Giờ còn lại nè, còn lại nhiêu đây nè các bạn. Mời các bạn enjoy thưởng thức nha. Hello. Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cảnh bờ biển của La Hoi Già nha. Đây một cái góc của bờ biển này, đứng nhìn xuống bờ biển này. Rồi có cây xương rồng. Cây này là cây, đúng rồi, cây xương rồng nó ra bông nhiều cái chứ các bạn. Ồ mà nó nở hết rồi sao, nó có đậu trái rồi. Nó làm trái hết rồi các bạn ơi. Đẹp chưa, cảnh bờ biển người ta trồng á. Trồng cây để mình đứng đây mình ngắm biển rồi có cây đẹp nữa nè. Có bông, có hoa nữa nè các bạn. Hoa màu tím nữa nè. Đó, đẹp quá chưa các bạn. Cảnh bờ biển hữu tình ghê chưa. Đó, La Hoi Già đó các bạn. San Diego á, California. Đó, đây mình xuống cũng có hoa này, hoa kia, hoa nọ. Hoa vàng. Rồi đằng xa là mấy người đi trượt nước á, đen đen á chứ các bạn. Wow, người ta trượt nước, người ta trượt nước á, sớt á, đẹp cái đó. Theo cảnh bờ biển lâu quá rồi, quay lại cho các bạn coi này ha, cảnh bờ biển La Hoi Già đẹp không,
sóng vỗ vô bờ từng đợt đó. Có người ta đi lội lội đi dưới đó luôn á, đi dưới bờ nước á các bạn. Đẹp ha. Có cây, có cảnh đồ, có ghế cho mình ngồi nữa. Có hoa đa, hoa giấy nè. Hoa giấy nữa nè các bạn. Đó, cảnh đẹp chưa? Cảnh bờ biển là đẹp ha. Có cây dừa, có hoa giấy. Đủ hết, không có thiếu gì hết nè. Hoa đủ màu luôn á. Mời các bạn thưởng thức enjoy cảnh bờ biển. Chỗ này là du khách để ngồi á, ngồi để ngắm biển á. Rồi ở dưới bờ nước là người ta trượt nước nhiều quá trời luôn á. Bữa nay người ta đi đông lắm á. Đó, người ta đi đông luôn chứ các bạn. Đó, thấy người á, thấy người đông á. Đó, còn thấy chưa, đông chưa? Wow. Đằng kia là cái bờ núi bên kia, cái mỏm ở bên kia đó các bạn. Đẹp ha, quá đẹp luôn á. Nó sóng vỗ rồi bờ người ta đông á, người ta đi bữa nay người ta đi trượt nước đông. Bữa nay ngày weekend rồi các bạn ơi, mà các bạn thưởng thức nha, enjoy. Enjoy your life, bữa nay enjoy sông nước nè, biển nè.